sinh ra tại Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn, nay thuộc huyện Tây Sơn, Bình Định, là một võ tướng xuất chúng, từng giữ nhiều chức vụ cao như đại đô đốc thủy quân, đại tư lệnh, trấn thủ Hải Dương, tước Tuyết Quang Hầu, từng cầm quân tham gia gần như toàn bộ những trận giao tranh lớn nhỏ của Tây Sơn, từng cưỡi ngựa hãn huyết suốt 7 ngày đêm để báo tin cơ mật cho Nguyễn Huệ ở kinh thành Huế. Trước khi làm tướng, ông đã có một giai thoại trộm con ngựa hãn huyết của chúa Nguyễn Phúc Khoan vô cùng ly kỳ. Vì việc án sát chúa Nguyễn không thành, ông đã lấy con ngựa quý của Nguyễn Phúc Khoan và để lại bút tích của mình rất rõ ràng ở trên tường. Cùng với cây ngân côn và con ngựa hãn huyết, ông đã tung hoành ngang dọc, làm 29 vạn quân Thanh phải kinh hồn bạt vía. Năm 1801, quân của nhà Nguyễn phản công chiếm Phú Xuân, thế giặc mạnh. Ông cùng với gia đình hộ giá Vô Cảnh Thịnh chạy ra Bắc Hà. Khi thành bị hạ, trong tình thế bị bao vây, ông đã cho vợ của mình cầm quân đưa vua chạy tiếp, còn mình thì ở lại từ chiến để chặn hậu. Mặc dù là mãnh tướng tung hoành dọc ngang, song do chênh lệch lực lượng và vũ khí trong vòng vây áp sát, ông trúng đạn và tử trận. Cây ngân côn bay vút lên trời cao, con ngựa hãn huyết theo chủ kinh qua trận mạc vào sinh ra tử, mình đầy thương tích hí vang một hồi rồi gục chết bên xác chủ. Thân xác thì nằm đó, nhưng câu nói bất hủ của ông: ra sức trừ khử sự đau khổ cho dân, vì cả cõi đời này mà tiêu diệt hết mọi bất bình, đó là sở nguyện của ta vẫn còn vang mãi. Ông chính là đại đô đốc Nguyễn Văn Tuyết.